Vâng, kính chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo của kênh Hoàng Hải Bất Động Sản. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý chị cùng các bạn mình một căn nhà phố có vị trí tại thành phố Biên Hòa nha quý chị. Vị trí của nhà mình là thuộc phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha quý chị. Căn nhà này thì được xây dựng mới hoàn toàn nha quý chị, vừa mới xây dựng xong luôn. Nhà của mình xây dựng một trệt và một tầng lầu. Trên tổng diện tích đất là 86m² nha quý chị, thổ cư 100% ha. Rồi, vị trí của nhà mình để kết nối giao thông này quý chị. Đường trước nhà là một con đường có lộ giới khoảng tầm 5m nha quý chị ha. Đường này ô tô mình đi lọt ha, đường thông nè quý chị. Hướng này mình ra đường Bùi Hữu Nghĩa. Từ đây mình di chuyển ra đường Bùi Hữu Nghĩa khoảng tầm 300m. Còn nếu mà quý anh chị mình di chuyển ra đường Phạm Văn Diêu thì cũng khoảng tầm 300-400m gì đó nha quý anh chị nha. Cũng rất là gần. Ngoài ra thì từ vị trí của căn nhà mình di chuyển ra khu vực cầu Hóa An thưa quý anh chị. Từ đây mình di chuyển ra khu vực cầu Hóa An khoảng tầm 2km thôi quý anh chị ơi. Cũng rất là gần nha quý anh chị nha. Di chuyển theo dọc đường Bùi Hữu Nghĩa nha quý anh chị. Nhà của mình thì thuộc phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một căn nhà mới hoàn toàn nha quý anh chị nha. Mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị để quý anh chị mình tham khảo ha. Nhà của mình thì chỉ có mức giá 2.500.000 thôi quý anh chị ơi. Mức giá rất là tốt nha quý anh chị nha. Nhà xây dựng một trệt một lầu với tổng diện tích đất là 86m², thổ cư 100% và mức giá đang chào bán chính chủ là 2.500.000. Giá này còn thương lượng thưa quý anh chị. Nhà của mình thì giấy tờ sổ sách có sẵn ha, mình có thể mua bán và công chứng chuyển nhượng ngay. Rồi bây giờ em sẽ mời toàn thể quý anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong khu vực căn nhà để tham quan ha. Ở phía ngoài nhà mình thì có một lớp cửa sắt nha quý anh chị, cửa sắt 4 cánh ha, và một khu vực sân trước. Nhà của mình thì có một cái khu vực sân trước cũng tương đối là rộng nha quý anh chị nha. Sân này mình để ô tô 4 chỗ được này quý anh chị. Nhà mình có bề ngang 4m và chiều dài lên tới hơn 21m, gần 22m nha quý anh chị nha. Tổng là 86m², một khu vực sân gara ô tô xe hơi. Sân này mình để xe hơi 4 chỗ ha. Một khu vực phòng khách, một khu vực nhà ăn, hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh thưa quý anh chị. Nhà mình có ba nhà vệ sinh ha và có hai phòng ngủ. Bây giờ em sẽ mời toàn thể quý anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong để tham quan căn nhà này nha quý anh chị nha. Đây khu vực phòng khách nha quý anh chị. Ở khu vực phòng khách thì gia chủ ốp gạch lên khoảng 1m2 quý anh chị nha. Hai bên tường thì có những cái khung tranh ha, ở trên thì đóng thạch cao. Nói chung là một căn nhà với mức giá 2.500.000 mà thiết kế như thế này thì cũng rất là ok nha quý anh chị. Diện tích lên tới 86m², rất là rộng đấy quý anh chị ơi. Rồi, phía trong đây sẽ là khu vực nhà ăn của mình. Ở phía dưới này thì có một phòng khách, một nhà ăn, một nhà vệ sinh nha quý anh chị nhé, và một phòng ngủ. Em xin nhắc lại, nhà mình có 3 phòng ngủ ạ. Ở trên lầu là 2 phòng và ở phía dưới là 1 phòng nha quý anh chị nhé. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ đấy quý anh chị. Rồi đây là khu vực nhà ăn của mình nha quý anh chị ha. Rồi sau này sẽ có một khu vực phòng ngủ ở phía dưới nè quý anh chị. Nhà mình có một phòng ngủ ở phía dưới. Đây là quý anh chị. Đây là cái phòng ngủ ở phía dưới của nhà mình. Sau này là nhà vệ sinh thưa quý anh chị. Đây là một khu vực nhà vệ sinh để ở cuối nhà. Một khu vực vệ sinh dùng chung ha. Ở đây thì gạch được ốp lên gần tới trần nha quý anh chị nha. Rất là sạch sẽ ha. Nhà vệ sinh này cũng tương đối là rộng. Rồi, và bây giờ sẽ mời toàn thể quý anh chị và các bạn mình sẽ cùng di chuyển lên khu vực tầng lầu của nhà mình. Nhà mình chỉ có một tầng lầu thôi thưa quý anh chị ơi. Ở trên lầu 1 của nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh và một khu vực sinh hoạt chung nha quý anh chị nha. Em xin nhắc lại ha, nhà mình có 3 nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ, một sân xe hơi 4 chỗ, một phòng khách, một nhà ăn. Đây là khu vực phòng ngủ ở phía trước nha quý anh chị. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh ở bên trong. Đây là nhà vệ sinh ở bên trong của phòng ngủ phía trước ha. Phòng ngủ phía trước này thì tương đối là rộng nè quý anh chị. Tương đối rộng và thoáng ha. Nhà của mình thì nó có hướng nam nha quý anh chị nha, nên cũng rất là mát mẻ. Nhà hướng nam rất là phù hợp cho anh chị nào mà mình có cung mệnh đông tứ trạch ha. Rồi sau này sẽ là một khu vực sinh hoạt chung nè quý anh chị. Đây là khu vực sinh hoạt chung của nhà mình. Phía sau kia là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh nữa. Rồi mức giá em xin nhắc lại nha quý anh chị nhé, 2.500.000 còn thương lượng. Nhà có sổ sẵn ha. Tổng diện tích là 86m,
ngang 4 và dài ngang 4 và dài gần 22 m. Đây là phòng ngủ thứ 3 của nhà mình. Nếu mà toàn thể quý anh chị mình yêu thích căn nhà này tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rất là gần với đường Bùi Hữu Nghĩa, khoảng tầm 300 m, ra đường Phạm Văn Diêu cũng khoảng tầm 300-400 m, ra khu vực cầu Hóa An là 2 km nha quý chị nha. Đây là khu vực giếng trời ở phía sau này quý chị. Nếu anh chị mình yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình ha, xem nhà và xem giấy tờ sổ sách. Rồi em xin lưu ý lại ha, nhà mình có tổng 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một khu vực phòng khách, một nhà ăn, một sân xe hơi 4 chỗ và một khu vực sinh hoạt chung. Đây là quý anh chị, đây là khu vực sinh hoạt chung ở trên lầu 1 này. Rồi, rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm bất động sản tiếp theo của bên em. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị cùng các bạn mình trong những cái video tiếp theo của bên em.